À đúng rồi, anh cu ơi cho em xem con xe cổ đi anh cu. Em đeo thử anh này. Để anh kiếm cái. Con này là con gì? Tôi không biết con này là con gì. Tôi bị ít biết đi xe lắm anh em ạ. Ủa, con gì đấy? Ủa, chạy sướng phết nhờ. Ủa, con này chạy sướng phết này anh em à. Ủa, êm ru à. Ủa, con này êm ru à. Ủa. Nhỉ? Wow, free hay là bộ đồ ấy đấy? Trông nó hèn vậy à? Ông dám chửi Superman bằng mày chửi ai đấy con ạ? À? Ui, ui, đấm mất cút luôn đấy chứ. Mình ơi, bạn có giáp cho mình ơi. Tôi chưa bạn ơi. Ra ra bảo Khang cũng xì đưa cho. Ok. Uầy, nhìn thằng Hùng ID 1 nhìn chất đấy. Nhìn kiểu admin ấy. Cầm katana sợ thật. Khang ơi, Khang ơi. Cho mấy anh em về nốt giáp đi rồi anh em mình chiến thôi. Đâu cho hết rồi mà. Cho hết giáp rồi đúng không mọi người ơi? Đủ anh ơi. Thôi 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 tôi cho bạn này. Đợi đợi anh cu nữa lên là cướp được rồi. Khang ơi, Khang ơi. Úi giời ơi. Ốp hồn. Sang bên đường anh em ơi, sang bên đường setup đi. Ngồi mẹ thế này này Vanh à. Vanh à, ngồi mẹ thế này. Chưa em ngồi chỗ này mà. Thôi anh công an được đến tập trung bắn vào trong thì mình mới lên anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày có bỏ mẹ ở đây không thì cho mày nằm mình. Anh em nhớ không chơi cận chiến nhá, chơi công an không chơi cận chiến nhá. Nhớ là không cận chiến nhá, không bọn nó dội đi về đây. Lên luôn. Nó sắp đến rồi, bọn nó sắp đến này. Lên luôn rồi, lên luôn rồi. Anh nhá. Trọng này cướp được tiền đúng không bác nào? Không, đây mình set up cướp nhỉ? Phơ luôn nhá, phơ luôn nhá. Nhưng mà chết rồi, đội Discord anh em mình có ai ở trong nhà không? Hai người đây. Không, hai người. Ờ thế, hai người quá. Thế báo tình hình nhá, báo tình hình nhá. Đấy, mỗi hai đứa thì báo kiểu gì, dễ toi lắm này. Hai hai là những kiểu ló tông hay nhau đấy, cứ báo. Anh em đứng sát nhau nhỉ, có thể bắn nhầm người nhau. Chia ra là ba người thôi, bắn nhầm người nhau. Tí là lao lên hết mà anh. Ê, một đội sang bên nhà bên này cũng được à, vẫn trong vòng này. Nhưng mà đứng gần nhau quá, thế chạy lên là kiểu gì sẽ bắn nhau mọi người nhau. Ok, ok anh ơi. Cái đây chưa bớt cho mình đi anh ơi. Đến kia, đến kia. Đến rồi đó, đến rồi đó. Công an đang sở cao đấy. Mình đi vòng đường này lên được không anh ơi? Đi vào phong tôm ơi. Đừng lộ vị trí, đừng lộ vị trí nhá. Đừng lộ vị trí. Mấy anh em bên trong cứ bắn nhá, dọa chúng nó đi. Bắn dọa chúng nó đấy. Mình nói chuyện với bên kia nó nghe luôn anh em. Ngồi đứng hết đi, ngồi đứng hết đi. Ở bên này ngồi đứng hết đi. Ui, bịt bắn kinh rồi. Càng ấy nhờ. Càng ấy. Ôi dồi ôi. Độc lắm đấy, độc lắm đấy. Ở trên nhau ở kia đây. Ở trên không có ai anh ơi. Ở trên không có ai. Thế ai bắn đấy nhờ? Ở sao bắn ghế đấy nhờ? Cái nghe thì bắn chào hỏi nhau. Cũng cái trực thăng đang bắn ấy. Bắn thủ tục là chính. Là bắn dọa ai là bắn dọa nhá, đừng ra nhá, là bắn dọa thôi. Anh trong nhà. Khang nó bảo đi kìa. Khang bảo đi kìa anh ơi. Anh Khang bảo đi kìa. Đi không, đi không, đi không. Anh Khang, anh Khang đi kìa. Vội đi. Trực thăng ngay trên đầu nhá. Trực thăng đâu được bắn đâu. Ôi trực thăng ấy, trực thăng ấy. Bắn cho dụng con mẹ trực thăng luôn. Tôi mất thịt này. Trực thăng mà cút rồi. Được anh ơi. Nó chạy hoàn tiếp đi anh em ơi. Nhưng mà sớm. Sớm mà đi xuống đi, xuống lại đi. Ôi nó có ai đâu. Nào Khang phải vội thế nhở. Không, không, tên công an nó thấy rồi, công an nó thấy rồi. Tên nó chưa. Công an nó thấy rồi kìa, có một xe nó thấy rồi. Chừng nào mà thấy trên chat càng cắm một phát. Có đứa nào dám đến đây đâu. Thằng Trọng xoay, xoay. Nó đến em báo ra nhá. Ok, ok, hiểu. Nó đến em báo ra nhá. Là anh em lên nha. Kìa, từ xa. Anh em ơi, tí nữa thằng Khang nó chấm ở trên kênh chat phát là anh em lên nhá. Ok anh, ok. Ok anh ơi. Tại vì nó có đội ở trong kia rồi. Có một xe trên đồi, có một xe trên đồi nhá. Bắn giòn đấy nhở. Thằng mày. Ở bên đường mình hết. Bên này bên phải. Ra kìa, đi bên này, đi bên này. Ra luôn nha, bên phải đường này. Chấm ơi. Bên phải anh em nhá, bên phải anh em này.
đi lên phải anh em, phải anh em. Không em ơi, không qua rồi, em ơi, không qua rồi, em ơi. Không ăn, cũng an toàn tàng hình nha. Lâu bè bắn đi đâu vậy? Lòng chết nhá, một thằng ngoan chết nhá. Đi em bảo kê nè, tu em ra đi em bảo. Úi dồi, một thằng ấy treo ra ngoài, không ai bắn chết rồi. Đi rồi, rồi. Chết công an, chết công an, em bắn chết công an. Công lên đi, công lên đi anh em ơi, công lên đi, mọi người yếu. Trên đồi, trên đồi, trên đồi, trên đồi. Đừng công thẳng nhá, đừng công thẳng. Sau lưng, sau lưng. Giết hết dòng bên đường ấy, giết hết mấy dòng bên đường đi đã anh em ơi. Đừng đừng lên vội. Mấy thằng trên xe kìa, chỗ xe có nhá. Đông, đông, đông. Trên mái nhà có nhá. Đây, đang bắn, đang bắn, đang bắn. Sau lưng người trên đồi. Thằng bắn nào đang ngắm Mikuli nhá. Anh em ơi lùi lại bơm giáp ra, đừng đổ xuống tiếp, lùi lại đã. Đừng công thẳng nhá mọi người ơi. Công chéo chéo ra lùi về đằng sau này. Ê, anh em mình rút về cái nhà vừa nãy xong anh em đi vòng sang không? Đi vòng sang không anh em? Đi được. Đi về hết đi, đi về hết đi. Đi về đi, em cam. Em cam nhé, đi bên kia mà anh em ơi. Đi bên này luôn. Đi mọi người ơi. Đi. Có một thằng cam rồi nhá, nó vừa lợi, nó biết mình rồi. Vòng to ra, đây, đi lên đây này, không qua. Em có bờ cua. Lớp hết 6 gốc cây nghe, lớp hết 6 gốc cây chứ. Vẫn ở xe công an đấy nhá. Đây là trước mặt này, bắn đây. Mày chết rồi. Chết một thằng. Em biết rồi nhá. Sau gốc cây này. Cú xong chưa cú? Còn xe trên đầu. Anh em có giữ vị trí đấy. Rút xuống. Đi xuống đây anh em ơi. Ở sau. Rút về nhà gỗ đi mọi người ơi. Ok, rút đi. Rút về nhà gỗ đi, liên lạc 2 thằng rồi. Hiu, anh em ngoài đó. Đi lên. Bắt lên trên đầu luôn nha. Đẩy vô đi. Lắc map đi quá. Đông quá. Bắt một công an nhá. Công thang đi. Sang bên đường mày em ơi, anh ơi. Công thang đi. Một công an đi nhá. Kéo hiểu sao đang chơi qua ra bên ạ. Em bắn thêm một công an nữa. Em đừng bắn nhầm mấy. Công lên, hiểu không? Kéo hiểu sao anh đang bắn nhau, xe tôi chết đấy mọi người. Câu vòng giá là câu. Tức chua. Có xe tôi xin rồi. Sao công an làm gì hết như này? Bên đường nhá, nó ở bên kia kìa. Nó ở chỗ em cam ấy. Đây, em chỉ hướng nó, tất cả nó ở bên tường bên kia kìa. Bên tường bên kia đông lắm nhá. Bên tường trước mặt nhá. Bốn người nhá. Bên phải từ nhà banh sang. Bên phải. Ma đó. Cô vợ tôi chạy thôi. Hiểu ơi, cẩn thận ở bên phải của ông nữa. Thấp xuống. Lạc quá, không nhìn đến thăm luôn. Đây, công an chơi. Anh em hưu một cái, đẩy đi mọi người ơi. Nóc nhà. Đẩy nhá, công an đẩy nhá. Chết 2-3 thằng rồi đấy. Chết 2-3 thằng công an đấy. Lắp bắp ra đi đi. Khỏe lắm, không nhìn gì luôn. Yêu anh em lùi về nhá. Sao anh đi đây? Đây. Ôi, lắm rồi.
Thằng này yếu đi chú ơi. Ok ok ok. Ai yếu lùi lại đi, ai yếu lùi lại đi. Nó nhảy vào trong kìa. Đang heal nhá. Ai yếu lùi lại nhá, công lên nào, công lên nào. Nó chết. Thằng nào chết đổi ra nhỉ? Có một thằng ở cái chỗ anh em mình móc loạt đầu á. Bắn chết thằng Trọng á em. Đây, sau này, nhân ơi, đẩy lên nhân ơi. Ok, em mang lên. Lạc quá anh đi rồi. Có thằng chỗ cầu đi bộ ấy. Đấy, nó bắn lén anh. Hát xa đây. Lên. Chết rồi, thằng bên đường. Yếu hết rồi đấy. Cái thằng đấy, anh em nhiều lắm ấy. Rồi, chết Hắc xa rồi, từ từ. Heal đi, trốn sắp tường heal cái lửa đi. Trốn sắp tường heal cái lửa đi, cứ từ từ thôi. Heal hết đi. Ok. Có giáp không bên MG ấy. Ôi, tính ra cái này. Anh em hồi máu đi được, không có giáp nữa đâu. Bây giờ cứ phun máu thôi. Có một thằng cảnh sát anh ơi. Ở sau anh, chỗ đây chỗ cũ anh ơi. Đâu. Đi chung với nhau, đừng đi lẻ. Đi với xin cư. Đi vào xin cư. Chạy lại. Đi, thằng đơ mét. Nó chưa bảo lia đi, cứ bắn đi anh em ơi. 3065. Anh Duy được dùng cái để cứu không? Không, đừng cứu. Anh gần phun máu nhân bị xe tông chết luôn rồi. Bọn em ơi, chết rồi nhá. Thôi, do người dân. Tôi chết rồi. Bọn em sơn rồi. Cứ bắn đi, khi nào người ta chát lia thì hạng ấy, anh em ơi. Sao kêu Minh Sơn này? Bắn mai không chết nhở? Chết rồi. Ôi, có một thằng bên đường. À, sao thằng Tiến nào nhỉ? Nó giết mình nhỉ? Chết thằng anh bị xe đâm, anh bị xe đâm anh ơi. Không, anh tập trung đi chung em không biết thằng Tiến thằng nào nó bội động giết em mà. Anh đi chung mày. Sao bị được mà chết một lượt mọi người ơi, Ây da rồi, lia, Winner. Woo! Chúc mừng anh em. Má, mày quả này em không phải, em đi tiếp mọi người. Hay quá anh em ơi. Mẹ lần đầu tiên thành công ngân hàng. Không, nhưng mà tính ra ngân hàng này có nhiều chỗ anh em mình thấy được. Tại cái chỗ nút này, cái chỗ nút trước nhà kia là chính nhất rồi. Em phải chỗ không, nhưng mà anh em rồi. Con xe đâm anh em ơi. Anh em mình đánh bắn thấy là chuẩn, biết công biết lùi còn cua nhau hưu. nghe một người côn là chuẩn ngay nhất đấy. Chỗ này một người côn là chuẩn mà. Phải hơi côn thôi. Còn bắn cái hai cửa game mình bị động quá. Bị động. Không bị loạn. Không bị loạn. 2 giờ. Ừ. Anh em ngồi chờ nhận phần thưởng hay sao? Đó. Nhận phần thưởng thôi. Rồi, quá tuyệt vời. Vậy là đầu tiên đi cướp được ngân hàng. Ừ. Anh Dư ạ. Khẩu AK bắn thích phết. Đây gọi là phi vụ đầu tiên. Ai á? Anh có nghĩ mình nên làm lại cái bánh hai cửa không nhỉ? Phát lửa à? Mẹ ám đừng hừng quá anh em ạ, công an nó cay là thu hết rồi. Nhưng mình cà liên. Đừng ngủ quên trong chiến thắng. Cô đừng nghe anh cuê. Giang hồ mách mẹ ơi. Anh Duy rồi. Đây đây anh ơi, đây. Anh cướp được 1.2 triệu. À thế à, ngon đấy nhở. Đúng anh trai. Đúng này mỗi ông được 5 chục. Là random từ 1 triệu đến 2 triệu đúng không ạ? Ừ. Ai bắn đây? Bắn đây. Mình. Đừng bắn nữa anh em. Thu con mẹ súng rồi. À là từ 1 triệu đến 2 triệu là random khoảng tầm đấy. Có thằng bạn Minh bóng của tôi đâu nhỉ? Ông bên Minh đâu nhỉ? Ôi, ok. Đây. Ok kìa. Chào sếp. Anh em bên Vanh đâu rồi? Ra anh đưa ít tiền bẩn nữa này. Đây kìa. Bắn cái này phải bắn được. Mãi rồi. Đâu anh kia? Đâu anh kia? Lạc lắm. Cứ thế thôi. Ok anh Duy, đừng đánh em anh Duy. Anh có đánh đâu. Biết anh Duy anh Duy. Đi đêm 256 anh Duy ơi. Đi đêm bác sĩ. 256 đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đang hồ mõm lên mấy nhở để anh chia ra chuẩn nào. 5 đúng không? Nhưng mà 57 anh ạ. 77 anh mày. Hello Phép Sơn nha. 77 anh ạ. Hả? Đi sau quân đông ấy nhở. Ok chị em ơi. Ok anh ơi. 500 nhá. Ok anh Duy ơi.